Vào khoảng 15 giờ chiều ngày 9 tháng 6, anh Nghiêm Đức Đội sinh năm 1996 ở thôn Quang Yên, xã Nhật Quang, huyện Phù Cử đã nhặt được trên 50 triệu đồng và nhanh chóng tìm trả lại người mất. Anh Nghiêm Đức Đội vào thăm người nhà tại trung tâm y tế huyện Phù Cử. Sau khi ra lán xe để lấy xe về, anh Đội đã nhặt được số tiền trên 50 triệu đồng. Nhặt được tiền rơi, không tham, với đức tính thật thà, anh Đội đã đến trình báo giao nộp cho công an xã Đoàn Đào để tìm trả lại người bị mất. Nhận được trình báo, công an xã Đoàn Đào đã phối hợp với trung tâm y tế huyện để tìm người đánh rơi. Sau khi thực hiện các biện pháp nghiệp vụ đã xác định người đánh rơi số tiền trên là bà Mai Thị Biên, trú tại thôn Hạ Cát, xã Tống Phan, đến trung tâm y tế huyện khám bệnh. Bà Biên vui mừng và cảm động nhận lại số tiền đánh rơi của mình. Nhặt được của rơi trả lại người mất là đạo lý tốt đẹp từ trước tới nay, trở thành điều mà tất cả mọi người nên làm và hướng tới trong xã hội của chúng ta.